Trong những năm gần đây, bóng chuyền Nhật Bản đã đạt được nhiều thành công rực rỡ trên đấu trường quốc tế, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một quốc gia có truyền thống lâu đời về môn thể thao này. Những chiến thắng tại các giải đấu lớn Nations League và giải vô địch thế giới không chỉ nâng cao vị thế của bóng chuyền Nhật Bản mà còn thu hút sự quan tâm và yêu mến từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Dù chưa phải mạnh nhất, nhưng có thể khẳng định Nhật Bản chính là đội tuyển bóng chuyền nam được yêu thích nhất. Nhắc đến thành công của bóng chuyền đất nước xứ sở mặt trời mọc, người ta thường nói đến tay đập Genji, Ran Takahashi, Yuri Nishida hay Kento Miyaoja. Nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua chủ công Yuki Ishikawa, một trong những nhân tố đầu tiên góp phần tạo nên một đội tuyển Nhật Bản nằm trong top đầu thế giới thời điểm hiện tại. Yuki Ishikawa sinh ngày 11 tháng 12 năm 1995 trong một gia đình có truyền thống thể thao tại Aichi, Nhật Bản. Bố của Yuki, ông Mikihisa, là một vận động viên điền kinh, trong khi mẹ của anh là cựu cầu thủ bóng rổ câu lạc bộ Denso. Được lớn lên và rèn luyện trong một môi trường như vậy, Yuki Ishikawa sớm bộc lộ niềm đam mê và những phẩm chất đặc biệt với các bộ môn thể thao. Thế nhưng không phải bóng rổ hay điền kinh, bóng chuyền mới là môn thể thao mà Yuki Ishikawa lựa chọn cho sự nghiệp của mình. Năm 2011, ở tuổi 16, Ishikawa gia nhập trường trung học Seiyo, một trong những ngôi trường có truyền thống bóng chuyền mạnh nhất Nhật Bản. Những năm tháng học tập và rèn luyện tại Seiyo đã định hình nền tảng sự nghiệp bóng chuyền của Ishikawa. Sau khi tốt nghiệp trung học, tài năng xuất chúng của Ishikawa được rất nhiều đội bóng mạnh cấp đại học của Nhật Bản để ý đến. Thế nhưng anh đã có một quyết định vô cùng táo bạo và làm thay đổi toàn bộ sự nghiệp của mình sau này. Mùa hè 2014, Yuki Ishikawa quyết định chuyển sang Italia chơi bóng khi mới chỉ tốt nghiệp trung học được vài ngày. Dù khoảng thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Ý Modena Volley chỉ kéo dài khoảng 3 tháng, nhưng việc trải nghiệm chơi ở một trong những giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu tại châu Âu giúp trình độ và tài năng của Ishikawa sớm được đẩy lên giới hạn cao nhất. Sau 3 tháng đầy bổ ích của nước Ý, Ishikawa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đại học Chu, nơi anh nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng chuyền trường. Với chiều cao 1m92 và sải tay dài, anh nổi bật với những cú đập bóng uy lực và khả năng phòng ngự tuyệt vời. Những thành tích ấn tượng tại các giải đấu đại học đã mở ra cánh cửa cho sự nghiệp chuyên nghiệp của Ishikawa. Cũng tại thời điểm này, với phong độ xuất sắc ở các giải đấu cấp đại học, Yuki Ishikawa được triệu tập lên đội U17, U19 rồi đội tuyển quốc gia. Dù ở bất cứ cấp độ nào, Ishikawa luôn thể hiện được vai trò quan trọng của mình khi là tay ghi điểm chính của đội. Ngôi sao Nhật Bản đã thực sự để lại dấu ấn tại giải vô địch thế giới 2015. Giải đấu này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Ishikawa khi anh không chỉ thể hiện được khả năng thi đấu tuyệt vời mà còn liên tục là người ghi nhiều điểm nhất cho tuyển Nhật Bản. Mặc dù Nhật Bản chỉ đứng thứ 6 chung cuộc, nhưng màn trình diễn cá nhân của Ishikawa đã nhận được nhiều sự công nhận. Anh được vinh danh với danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải đấu. Ở thời điểm này, anh bắt đầu được truyền thông sánh ngang với một chủ công số 1 thế giới là Osmani Juantorena, người được mệnh danh là ông hoàng MVP các giải vô địch các câu lạc bộ nam thế giới. Sau khi tốt nghiệp đại học Chu ở quê nhà, Ishikawa có lần thứ 2 xuất ngoại và điểm đến lần này vẫn là nước Ý. Anh lần lượt phiêu bạt qua các câu lạc bộ trên khắp xứ sở mì ống như Top Volley Latina, Ema Villa Siena, Kione Padova và Allianz Milano. Với kinh nghiệm đã từng chơi ở Italia khi mới 19 tuổi, Ishikawa nhanh chóng thích nghi với sự khắc nghiệt của một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Dù ở bất cứ đâu, chủ công người Nhật Bản vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đối đầu với những cầu thủ cao lớn trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, Ishikawa đã xây dựng một nền tảng kỹ chiến thuật vô cùng vững vàng, kết hợp với sự tự tin và bản lĩnh thi đấu. Ở mùa giải 2023-2024 vừa qua, Ishikawa chính là nhân tố quan trọng giúp Allianz Milano cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Italia, thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng. Với 475 điểm ghi được trong mùa giải vừa qua, chủ công sinh năm 1995 chính là một trong những cơn ác mộng với các hàng chắn. Với màn trình diễn xuất sắc đó, Ishikawa đã được những đội bóng mạnh thế giới ngỏ ý chiêu mộ. Và lựa chọn cho bến đỗ tiếp theo của chủ công người Nhật Bản chính là đương kim vô địch châu Âu và thế giới Sir Shepti Umbria cùng bản hợp đồng kéo dài 1 năm. Giải thích về quyết định của mình, Ishikawa chia sẻ: "Thứ tôi quan tâm duy nhất là chiến thắng và những chức vô địch. Tôi muốn gia nhập đội bóng mạnh nhất để trở thành người xuất sắc nhất thế giới, đóng vai trò trụ cột ở những đội bóng hàng đầu Italia. Vì vậy mỗi khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, Yuki Ishikawa chính là người thủ lĩnh, dẫn dắt những đàn em như là Ran Takahashi, Yuri Nishida hay Kento Miyaura, màn thể hiện ấn tượng nhất của nam thần bóng chuyền Nhật Bản trong bộ áo đội tuyển quốc gia có lẽ là tại Nations League 2023. Ở giải đấu này thì Ishikawa dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản giành huy chương đồng, tấm huy chương đầu tiên của đội sau 46 năm. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý vì Nhật Bản đánh bại Brazil, đội bóng hàng đầu thế giới lần đầu tiên sau gần 30 năm và chiến thắng trước Ý trong trận tranh hạng ba. Đây cũng là cột mốc lịch sử cho bóng chuyền Nhật Bản, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào sau gần 60 năm.
khoảng thời gian mà họ từng thống trị thế giới với tấm huy chương vàng Olympic. Sở hữu chiều cao 1m92, Yuki Ishikawa không phải là một vận động viên bóng chuyền có thể hình lý tưởng. Tuy nhiên, sự khác biệt của anh so với những người chơi khác chính là sự toàn diện trong lối chơi. Ishikawa có thể thể hiện được những cú bật nhảy cao đến 3m51. Những cú đập của anh cũng được thực hiện ở nhiều vị trí khác nhau và cách kết thúc cũng hết sức đa dạng. Chính những phẩm chất đặc biệt đó giúp chủ công người Nhật Bản trở thành điểm nhận bóng lý tưởng đối với mọi kênh truyền hài. Dù là một chủ công, Nishida cũng rất xuất sắc trong khâu phòng thủ. Anh thường xuyên tham gia vào việc chắn bóng và có phản xạ nhanh nhạy để đối phó với các pha tấn công của đối thủ. Khả năng đọc trận đấu tốt giúp anh có thể phán đoán trước những tình huống dàn xếp tấn công của đối thủ, từ đó thực hiện các pha chắn bóng hiệu quả. Ishikawa có tất cả những phẩm chất cần thiết để trở thành một ngôi sao thế giới. Sự linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật của anh ấy làm cho anh ấy trở thành một trong những cầu thủ khó đối phó nhất trên sân. Anh ấy thực sự là một viên ngọc quý của đội bóng chuyền Nhật Bản. Lorenzo Bernardi, huyền thoại bóng chuyền Italia, nhận xét về Yuki Ishikawa. Ishikawa không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là một biểu tượng của sự quyết tâm và đam mê. Anh ấy luôn chơi với tinh thần không ngại khó khăn và luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia. Anh ấy thực sự là niềm tự hào của bóng chuyền Nhật Bản. Keita Takanashi, người đồng đội trong mùa đội tuyển, nói về Ishikawa. Sau những thành công trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây, Ishikawa và đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản hướng đến việc tạo ra kỳ tích với một tấm huy chương tại Olympic Paris 2024, điều mà họ đã không thể thực hiện lại từ năm 1972. Dù phải nhận thất bại bất ngờ trước Ai Cập ở vòng loại, nhưng bước điều chỉnh kịp thời đã giúp đội bóng xứ sở Phù Tang vẫn kịp điền tên vào danh sách 12 đội tuyển mạnh nhất góp mặt tại kỳ Thế vận hội. Chúng tôi đã sẵn sàng cho hành trình săn huy chương tại nước Pháp. Các nhân tố chính của đội hình Nhật Bản đang đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp và chúng tôi sẽ là kẻ thách thức đối với những đối thủ mạnh trên thế giới. Ishikawa tự tin tuyên bố trước thềm Olympic. Lời khẳng định của chủ công Nhật Bản ngày càng có cơ sở hơn nữa khi tại Nation League năm 2024 hồi tháng 6 vừa qua, anh đã cùng đồng đội giành ngôi Á quân. Thậm chí đối với Ishikawa và các đồng đội, đây là thành tích chưa thể khiến họ cảm thấy hài lòng. Tại vòng bảng Olympic lần này, việc rơi vào bảng đấu tử thần gồm có cả Đức và Mỹ, cùng với việc chưa đạt được phong độ cao nhất, khiến Nhật Bản của Ishikawa chỉ đang tạm xếp thứ 3 bảng C. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc cần một chút may mắn để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Thế nhưng một khi đã lọt đến vòng knockout, với những gì đã thể hiện ở những giải đấu lớn gần đây, Yuki Ishikawa hoàn toàn có thể gánh vác đội tuyển Nhật Bản, tạo nên những kỳ tích tại Paris 2024.